Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình quay mấy con diều. Diều này là con diều thùng có cánh nha. Đó. Quá đẹp không? Mới làm xong luôn. Ra thử luôn. Diều hả anh Lộc ơi? Diều này là của mình đây, diều màu cam. Chúc à. Ăn đá ghê không? Y như đầm dạ. Nghiên cứu dữ rồi chứ. Này cũng lên mạng đồ dữ lắm nè. Quỳ lớn lên coi nha. Đó. Độc lạ luôn á. Nhẹ gió dữ ạ. À. Gặt cái lên liền á. À. Dù này dù gì ta? Dù thùng hay dù máy bay ta? Dù máy bay hả? Nghe ông nói như đầm già đó mà. Dù này dù gì chú ba? Dù gì? Nó nắm dây giùm anh hai cái em bà. Dù em nó hạ muốn hạ không à? Làm không phải biết kêu dù gì chứ. Ông giờ ông làm không biết rồi, lâu rồi, hỏi ông. Lên mạng người ta giới thiệu dù gì chứ. Dù này ông cho là dù máy bay đầm dài gì nè. Ông nói lạng như máy bay. Bị ghê chưa? Làm cái văn gắn vô queo queo được chơi. Im gì im. Theo như con diều mà giá dạng máy bay đây là không có cho bay lên bầu trời á. Nó ảnh hưởng tới bầu không khí hết. Mày đã ghê chưa? Hư lạng chút. Quá nhẹ gió ha. Diều vậy mà diều quá đáng gì. Ông mới nói diều đầm già đó mà, máy bay mà. Quá đẹp không? Nó hai cái thùng vậy mà không nhẹ gió nữa thôi á. Tao phải chạy xíu. Tụi không có giấy tên à, nó cứ vậy tôi nó lên xuống lên xuống không à. Đó không nó tụt 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 từ từ không. Đó, ủa, nó cứ chạy xong rồi sao không buông ra được. Văng cái dây này nó cũng bị lỗi nữa mà. Của các giảng đồ căng văng nó đậu bóp. Mốt là cái cung của anh nó quá nặng. Nặng nó cứng quá. Gió yếu rồi, quá yếu rồi. Đó, vậy là sao buông ra được. Chờ chút đi. Mới nhận ba cả. Bây giờ vừa có lên nó cũng vậy à. Con này tụt luôn.
nó có lên nó cũng tụt vậy à. Vô. Tức mẹ lại con Trang luôn. Con Trang bỏ mẹ nó nhà rồi. Comment tới. Có nguy cơ tụt quá, hết vô. Gió nó đạn đi lắm mà. Mất gió rồi đó. Dân hết kêu là nó mất gió rồi. Gió nó có hồi. Dụng đập nãy đủ bay lên tí mù bây giờ tự hạ. Nãy giờ dựng hai cái lên cái nào chưa? Nhau không à? Hai cái lên trước. Vì con diều mà nó nặng gió nó khó lên á. Lên được ở trên. Giữ con thuốc ốc luôn. Mày nó cũng nhẹ xác đó. Vũ làm cung cấp mà cũng không nói, mấy miệng tay cũng nói cái miệng giỏi thôi mà. Cái này chủ yếu là coi không á. Mình phải nói đụng con giường dày giường kia đồ. Đụng người ta mới chú ý được, khán giả mới coi nhiều chứ. Đừng làm YouTube mà đâu quay nhiều. Quay nhiều không à, quay ngừ không cho quay nữa thôi. Nhìn nhiều riết cũng chán. Phải quay ngừ là phải quay nhiều chứ. Thấy miền Tây không? Ở Vĩnh Long đó. Ba làm diều này bay đầm ghê đó chứ, nhẹ gió. Hai cái thùng đó. Thôi thôi rồi. Làm diều đi đá hay nó cầm vô. Ủa tưởng nào rồi hả? Kéo căng dây ông buông nè lên à. Quá nhẹ gió. Quá nhẹ luôn, lên thẳng dây luôn. Chìm chuồng á. Máy bay con á. Hình như bà dù thùng mà có được hai cái cánh này làm như là nó nhẹ gió nhiều thùng mình nó giống bà chịu lại á. Có cánh bà chịu lại mà không biết gió mạnh làm sao nè, chưa biết nè. Hết gió đứng gió luôn. Lắc hả? Lắc mà hỏi vừa gặt cái lên à. Nhẹ gió chứ. Trời gió. Cầm ghê không? Rồi thôi, video mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Rồi, nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Rồi thôi, chào tạm biệt các bạn nha. Điều này chắc nhiều máy bay quá.